Đứng gần tí đi. Đứng xa quá vậy, đứng xa quá sao em giật điện được. Nhiều khi nhớ anh mà không biết nói sao, mở truyền hình gặp anh hoài. Gặp anh cái chụp hình màn hình lại cái thu zoom lại gần lại hung anh cái. Tối mỏi nhiều tay em ơi. Mỏi nhiều nhưng tối đắp tiền lên hết mỏi. Cho nên là tối giấy 500 đắp đầu đi, đau đầu đắp đầu. Không có quen. Không có quen. Thì lúc nào mình cũng phải làm boss thôi. Làm top mới biết cách đâm. Vui quá anh Tân. Quậy quá. Quậy. Mà anh Tân đẹp trai thì giúp không? Tôm thiệt, nhiều khi nhìn Tân hoài muốn nhìn hoài luôn. Vậy bóc cái dĩa này cho anh ăn luôn nha. Ừ, cho anh. Hai vợ chồng mình ăn nha. Ừ. Ai thấy anh Tân đẹp trai, em thi là thấy đẹp trai rồi đó. Nhớ nha, khi nào chương trình Come Out có mời mọi người lên gặp anh Tân, hung anh cái hả, đi về. Rồi, anh cảm ơn. Với lại lấy có con trai xong cái bắt đầu cái mẹ em không thích con trai, mẹ em phải cho em thành gái từ lúc nhỏ luôn. Mặt quấy mặt đầm từ lúc nhỏ xíu rồi, với lại thích kiểu như là trò chơi kiểu con gái, nhưng mà kiểu như cái tánh em hơi cá tính tí xíu là nó vẫn còn cái nét mạnh mẽ. Chắc xinh hơn mẹ đó. Vậy hả? Mẹ đẹp rồi, con đẹp hơn. Cảm ơn anh. Em mình đã chuẩn bị bao nhiêu lâu để có Mỹ Tiên em? Là kinh tế xong rồi tinh thần xong rồi... 5 năm. 5 năm? Đúng rồi. Chào mừng quý khán giả một lần nữa đến với chương trình Real Life. Và Tuân đang đứng trước quán gỏi Ti Thi. Đây là một địa chỉ rất nổi tiếng với những người sành ăn. Và hôm nay Tuân cùng chương trình sẽ đến đây để cùng gặp Ti Thi và hỏi cô ấy về những câu chuyện ngoài kinh doanh quán gỏi thì còn câu chuyện tình yêu, chuyện gia đình và rất nhiều câu chuyện khác chưa được khai thác. Bây giờ thì chúng ta cùng vào trong nhé. Chào Ti Thi. Hello, chào anh Tuân. Rất là vui. Đã làm gỏi hả em? Bữa nay em đang đâm gỏi nè. Hôm nay anh với lại khán giả chương trình Real Life phiền em một chút xíu được không? Vậy hả? Được anh. Anh dẫn mọi người đến đây để xem chỗ làm việc của em cũng như là hỏi em một số câu chuyện đó mà. Anh vô đây luôn nha. Vậy anh vô với em. Anh xin phép vào trong để xem em làm rồi, việc okay, như thế nào. Rồi ok anh, vô đây đi anh. Chắc là ít ai được đứng ở chỗ này lắm em ha. Tại vì chỗ này là để chỗ em làm việc mà. Đúng rồi, tại vì sợ dân dính tùm lum á. Với cả lại cái món ăn của mình đâm nhiều nữa. Cho nên là khi nào mình được khách mời rất là vui, được gặp trai đẹp vậy, cái em mời trai đẹp vô coi xem em đâm luôn. À lúc trước anh nhớ có một cái đợt mà Ti Thi rất là ngại gặp các bạn YouTuber khác. Đúng rồi, tại vì ngại là tại vì sợ này quay dính tùm lum, người khán giả đang xem người ta không có thích. Tại vì cái món ăn mình đâm nó văng tùm lum á. Cho nên nhiều khi người ta thấy không có đẹp mắt cho những người xem. Cho nên là em sợ, cho nên là em sẽ tạm dừng lúc đó. Với lại giờ em thả lỏng rồi. Bữa nay anh đến đây em rất là vui, bây giờ anh muốn đâm gỏi, trải nghiệm gỏi không? Đâu, để anh thử coi nào. Trải nghiệm gỏi ha, vậy em đâm gỏi xanh nha. Một ngày mình làm bao nhiêu ký gỏi em? Bình thường em bán đắt á, từ 100kg. 100kg gỏi một ngày? 100kg lô đủ như vậy nè. Là một lượng mình em phải làm hết 100kg hả? Một bọc như vậy nè là 10kg. Ơi. Rồi những một người phụ cho em là có ai đứng đâm gỏi hay là chỉ mình em? Hết trơn. Có một mình em đâm mà mỗi ngày luôn. 11 giờ rưỡi là em đâm cho đến 8 giờ tối. Tối mỏi nhiều tay em ơi. Mỏi nhiều nhưng tối đắp tiền lên hết mỏi. Cho nên là tối giấy 500 đắp đầu đi, đau đầu đắp đầu. Còn đau vai thì đắp 200, đau cổ thì đắp 100 ngàn. Mỗi tay đắp 200 vậy đó. Đỡ mỏi liền. Hôm nào cho anh qua anh làm, cho anh đắp chung với em được không? Được, em anh làm chung đắp chung luôn. Anh đắp em ha, em đắp anh. Thôi em thích anh đắp em mà, em đừng em đắp anh không được. Anh Tuân có nghe mùi mắm không? Có, nhưng mà tại vì anh thấy nó anh thơm. Biết ăn mắm không? Có, không, mắm thì tùy, nhưng mà ở đây thì anh ngửi cái mùi mắm nó thơm. Thơm phải không? Anh biết ăn mắm ruốc không? Cái này là mắm ruốc. Mắm ruốc hả? Đúng rồi, chứ không phải mắm tôm. Đúng rồi. Với lại em nấu cho chín á, cho nó thơm hơn. Vậy mà anh nghe thơm phải không? Ừ, thơm. Vậy là anh biết ăn rồi. Anh muốn ăn thử không? Thôi để giờ chút nữa đâm cái cối sau nha, anh ăn thử cộng đi. Ăn thử đi. Rồi, cảm ơn. Cái này là cái khẩu vị của em. Ngon không anh? Ngon quá. Đứng gần tí đi. Đứng xa quá vậy, đứng xa quá sao em giật điện được. Anh rất là tò mò về cái món này mà chưa giờ anh đến ăn được, tại vì nó trời ơi. Tại vì cái giờ này là giờ làm việc của anh. Vậy hả? Anh đến giờ tối là em lại hết mất rồi. 3 năm trời bữa nay mới đến, buồn dễ sợ. Nhiều khi nhớ anh mà không biết nói sao, mở truyền hình gặp anh hoài. Gặp anh cái chụp hình màn hình lại cái thu zoom lại gần lại hung anh cái. Em sao em không chỉ cho mấy người phụ em giúp em đâm cái này nè? Không ai đâm được hết trơn á, với lại hả, chỉ người ta đâm không ngon. Có chỉ rồi nhưng mà người ta đâm không ngon. Không vừa ý mình phải không? Không vừa ý mình, với lại mình thích theo cái ý của mình là không có tiết kiệm á. Với lại đâm cái khán giả yêu mến, người ta thích mình đâm. Với lại anh thấy em kiểu là một người cầu toàn á, khó ai làm việc mà vừa ý em đấy nha Ti. Đúng rồi, không có vừa đâu. Với lại em chọn lắm. Trai mà vô đây đâm phải sạch nữa, phải đẹp giống như anh vậy mới đưa đâm. Giờ anh đẹp trai nè, em cho anh đâm nè. Nha, đâm rồi, nha, trước rồi, khi rồi. Đâm nè, cái này là ớt. Bình thường một gói ra 5 phần. Đó. 5 trái ớt là 5 hộp.
Tại vì Việt Nam ăn ít lắm, không có giống Thái đâu, ăn cay ít à. Còn Thái Lan ăn lần hả 10 chiếc ớt một phần, còn em đâm là một gói một phần thôi. Đó, tỏi thì 2, 4, 6, 8, 9 tô tỏi nhỏ nhỏ. Rồi cái này là bột ngọt, để chút thôi. Rồi. Bột ngọt, một tí bột ngọt không quan trọng đâu. Nói chung ra đường hai giá. Tại sao mà em đâm đường trước? Tại vì mắm nó mặn lắm, mắm với được chanh nó chua lè, nó không có chất ngọt, cho nên là em để đường vô để cho nó có cái vị ngọt theo miền Tây. Giờ anh đâm đi. Rồi. Trời ơi đẹp trai quá mà đâm gì sướng quá anh ơi. Anh đâm nha, sâu vô nha, sâu vô mạnh lên, dập lên anh nát cối luôn anh ơi. Đúng. Trời ơi ta đâu hết trơn rồi anh, đâm xiên đâm xéo đâm dọc luôn anh. Trời ơi tội nghiệp cái cối quá anh ha. Sao anh gồng quá vậy? Anh có mệt không? Không mệt hả? Trời ơi vậy, mà... vậy anh cũng mạnh chứ bộ anh đâu có yếu đâu. Anh tưởng tượng em làm cái này cả ngày. Vậy hả? Trời anh đâm mạnh lên cho nó nhuyễn những cái trái ớt với cái tỏi đó đó. Anh đâm cho nát hết trơn luôn, chết rồi. Nát chưa? Rồi nát rồi, từ từ để đậu đũa vô hốt đi. Tự hốt đi rồi tự diễn tự biên luôn đi. Để cho miếng nữa giống gì nữa. Rồi. Ê nhiều quá bớt lại. Rồi, rồi. Để vô. Tại sao mà để đậu đũa? Tại vì Việt Nam chúng ta ít ai ăn đậu đũa lắm, nhưng mà ăn theo phong cách Thái phải có đậu đũa, ăn nó giòn 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 nó mới ngon đó. Rồi giả nhẹ nhẹ thôi, giả nhẹ nhẹ. Giả đi đâm đi, đâm để vài cái mấy cái này vô hả? Đâm đi mạnh đi, mạnh hai ba cái rồi. Rồi cái này là ngò gai. Ngò gai để cho nó thơm đó. Rồi hốt nấm cà chua để vô. Cà chua ăn đẹp da, nói chung ra những tinh chất rau không mà rau mới mới không mà, cho nên bán ngày nào hết ngày đó. Rồi xong múc chanh để vô hai giá, nó có liều lượng. Chanh là chanh thi để vô máy ép hết rồi, tại vì mình làm số lượng đông quá cho nên mình phải dắt sẵn. Rồi múc hai giá mắm. Thấy anh Tuân đẹp trai quá, đâm gọi hết nổi luôn. Nguyên ngày nay chắc tối ngủ nhớ anh Tuân thôi. Ai mà làm người yêu anh Tuân chắc không bỏ anh Tuân được đâu. Rồi rồi anh xoay xoay đi, xoáy đi, trộn lên. Tại sao mà để cái giá gì để trộn nhẹ, thấy không? Thấy trộn nhẹ không? Nhưng mà nhìn thấy cực không, nặng không? Đúng cái cảm giác rất là nặng ha. Ai không tưởng tượng em có thể làm đội văn mắm vinh mình. Nhiều khi người ta nói là đâm rất là dễ nhưng mà không có dễ đâu, phải không anh? Khó không? Khi trải nghiệm mới biết là khó. Đúng đó. Làm không dễ đâu. Cho nên dễ rồi, giờ múc đủ đủ để vô. Rồi mình đâm nè, đâm từ từ. Rồi đâm cái cảm giác lúc để đủ, đủ vô càng khó hơn nữa. Giờ thử đi. Rồi anh thử ra. Thử 1, 2, 3 vô. Ý da, ô da, I lost. Oh yes. Ôi chết rồi, tội nghiệp quá. Tội nghiệp cái cọng đủ đủ. Tại vì anh dặm anh sợ nó đau. Anh cứ dặm nó đi mà anh sợ nó đau, anh không dám đè gì hết trơn. Rồi anh để vô nữa, anh dặm nữa đi. Lúc mà anh để đủ vô anh dặm anh thấy khó hơn nữa. Sợ không có điều quá, bởi vì nhiều khi người ta đâm không được. Tại vì đâm nó khó, chứ lại nó nặng. Chứ lại cái cơ lực đó nó mạnh hơn nữa. Không có quen. Không có quen. Thì lúc nào mình cũng phải làm boss thôi. Làm top mới biết cách đâm. Vui quá anh Tân. Quậy quá. Quậy. Quậy không, quá mình, quậy. Mà anh Tân đẹp trai thiệt chứ không. Không thiệt, nhiều khi nhìn Tân hoài muốn nhìn hoài luôn. Nữa em ơi. Rồi cứ hốt đi để cho anh đâm cho. Đó. Thấy tội nghiệp anh Tuân ghê chưa, đẹp trai cỡ này mà còn đâm chưa nổi nữa. Đâm là phải lực lên vậy nè, cho nó mới mạnh, nó mới đều được cái cọng đủ đủ. Đó vậy thấy không? Tại vì khi đâm á, mình phải cái lực mình thiệt là mạnh, giọng cái nào là ra cái đó, nó mới đều thấy không? Nó mới xuống cái lớp này lên, cái lên lớp kia. Rồi. Khi mình trộn lên. Để sao? Để cho nó đều, chứ không phải là mình đâm rồi là xong. Khi đâm rồi cái cọng đủ đủ nó thấm vô hết, cái mình ăn thử, để em ăn thử. Ngon. Ngon quá anh ơi. Thơm không? Ra cái dĩa nha. Ra dĩa ra, mà anh vừa chưa? Ngon. Anh có thấy thiếu chua không? Ờ, anh thấy ngon. Thấy ngon phải không? Vậy bóc cái dĩa này cho anh ăn luôn nha. Ừ, cho anh. Hai chồng mình ăn nha. Ai thấy anh Tân đẹp trai không? Thi là thấy đẹp trai rồi đó. Nhớ nha, khi nào chương trình không ao có mời mọi người lên gặp anh Tân, hung anh cái hả, đi về. Rồi, anh cảm ơn. Ngon quá, nhà em có 3 món ăn gỏi đu đủ. Với lại gỏi đu đủ nhà em là đặc sản nhất, đó chính là mắm pha chế tự túc. Với lại nó ngon và thơm độc nhất là ở tại Việt Nam. Cho nên khi tất cả mọi người đến quán Thi ăn sẽ thưởng thức thử nhé, vào lúc 12 giờ cho đến 8 giờ tối. Và đặc biệt trà tắc ngon cực kỳ nữa. Đây là khi tất cả các bạn đến nhà Thi ăn thì nhà Thi có 2 món ăn, bò diêm và trà tắc. Với lại trà tắc bên Thi là độc quyền nhất, là lạ nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên khi tất cả các bạn ăn món gỏi, nếu các bạn không thích mùi mắm nó nghe tanh thì các bạn uống trà tắc vô nó thơm ngọt và các bạn sẽ dễ chịu và sảng khoái hơn ở tại quán Ti Thi. Ngon mọi người. Ê da, oh yes. Tuân với Ti Thi phải tìm một chỗ để có thể ngồi ăn và nói chuyện. Ok. Trời ơi, em làm gỏi nè, đây là qua tay của anh đâm đó. Cho nên là nãy nè, anh ăn thử đi của anh. Em đút cho anh ăn nha. Đâu. Nè, ăn đi. Ngon không? Anh đút cho em ăn đi. Ngon ghê. Chai đẹp em mới ăn đó, chừng sao chai sao em ăn đó.
ngon lắm, qua tay của trai đẹp làm rất là ngon. Lần đầu tiên anh được ăn á, tại vì đông quá, với lại nó ngay giờ anh làm việc. Không, ở đây là anh biết gì không, gỏi đu đủ này, Thái Lan đó, anh thấy không? Lúc đó tới giờ anh có biết ăn gỏi này chưa? Anh mới còn nhớ cái clip đầu tiên của Titi đó, là em đứng ở trong cái hội chợ. Vậy hả? Em đứng em đúng em, rồi, em hội chợ Tân Phú. Là sau đấy là em nổi lên cái clip đấy luôn, là anh mới biết đến cái món này. Mà anh chưa ăn. Anh chưa ăn bao giờ. Vậy là lần đầu anh ăn phải không? Ừ. Vậy anh ăn thử anh thấy ngon không? Ngon. Cái này vừa. Vị ngọt, mặn mặn, chua chua, cay cay, vừa vừa. Vậy là anh khẩu vị miền Tây giống như em rồi. À, hiểu không? Em thì sanh đẻ tại Campuchia. Em ở Campuchia 20 năm rồi. Mẹ em là người con lai ở bên Campuchia luôn. À. Khi em ở Campuchia 20 năm, ở Thái 3 năm, ở Lào 3 năm. Ở Việt Nam này mới có 5 năm thôi. Cho nên là em mới về là để em bán luôn đó. Mà sao em chọn Việt Nam là một cái chỗ để mình về? Tại vì mình thấy là người Việt Nam mình á, thấy nhiều người bán mà nó không có hợp với cái khẩu vị. Với lại mình ăn thấy không có gì như cái hứng thú để mình ăn ngon để mình tiếp tục nữa vậy đó. Ví dụ mình ăn cái món đây ngon đi, mình muốn lợi nữa. Bây giờ mình không lợi, ngày mai tháng sau mình lại, hoặc là nửa tháng sau mình lại. Trong chợ Tân Phú em đã nói rồi, khi nào mà em nổi tiếng em sẽ tìm một cái quán để em bán đó. Bây giờ em tìm một cái quán bán tại vì mọi người yêu mến và ủng hộ nhiều. Thì anh có cảm giác là ở trong cái clip đầu tiên mà em nói chuyện mọi người ở trong cái hội chợ đó, em chuẩn bị cho cái sự nổi tiếng của em rồi đúng không? Em chuẩn bị rồi, tại vì em rất là tự tin. Em tự tin. Với lại em chuẩn bị gì nè, em phải đi ra hội chợ để em quyết định. Dù tại lúc đó em rất là đẹp. Với lại em không có nghĩ là em đẹp hay là em xấu, em không quan trọng, quan trọng em ra làm như thế nào để cho em nổi tiếng ở tại Việt Nam. Tại vì em đã có cái xu hướng đã là không có ai bán ở đây rồi, không biết đi đâu mình để nổi tiếng, mà không biết cách nào mình để nổi tiếng. Mình đi ra hội chợ những cái khu vực tụ họp đông để mình lấy cái sự nổi tiếng đó là từ chỗ đông người. Rồi sau khi em nổi tiếng nhờ clip đấy thì bao lâu mình đến cái quán này mà em nổi tiếng nó ra xong, tại vì là em ra em bán mỹ phẩm trước. Với lại là mình nổi tiếng rồi, lúc đó mình livestream chưa khách đông. Live chỉ có mấy chục người à, nổi tiếng lên cái live 1.000 người, 2.000 người luôn. Lúc đó cái sự yêu mến quá trời, em đi Thái liên tục, lấy đồ về em bán. Với lại em bán xong bắt đầu cái em để coi cái người theo dõi này mình có lâu hay không. Với lại mình livestream càng ngày càng đông, bắt đầu cái em thấy cái sự yêu mến người ta nói thôi em mở quán gỏi đi, thì ủng hộ. Vừa mở ra cái quán gỏi liền cái không nghĩ là mình bán đông vậy. Livestream lên cái bắt đầu cái ta lợi theo cái điện thoại luôn. Có một cái thời anh mở kênh YouTube lên là thấy gỏi đu đủ Ti Thi là cập tầm mấy chục người quay đến quay em á. Đúng rồi. Rất là đông. Sau đấy là anh thấy em nổi. Cảm ơn em. Với nước sốt này em tự xào theo Thái Lan á. Anh thấy ngon không? Ngon lắm hả? Cái món này là từ ra từ Campuchia và Thái Lào. Với lại Việt Nam không phải là cái món này của người Việt Nam. Em phải làm cách nào mà để cho đạt chuẩn nhất ở tại Việt Nam và cho nhiều người ăn được. Rồi vì sao em đi qua Thái Lan hay là Campuchia sinh sống mấy năm? Hồi lúc xưa cũng nghèo, mẹ cũng lao đao lận đận với mua bán nhiều á, bán chè, bán bánh, bán hột vịt, đủ thứ tất cả mọi thứ. Mẹ mình đi tới đâu mình đi theo đó. Cuộc sống ngày xưa nó không có ổn định nhiều, với lại lúc đó em mới còn nhỏ, nó mới 15 tuổi, 12 tuổi à. Chưa biết nhiều. Biết là mình điệu vậy thôi, chứ mình không biết là kiểu như là nó vậy. Với lại mình không hiểu biết, mình nắm chặt những cái kinh doanh hay mua bán gì mình nắm không được, tại mình còn trẻ quá. Mình chỉ biết là mẹ làm gì là mình làm theo đó. Thích mua bán từ lúc nhỏ là mua bán, mình muốn nghỉ muốn làm. Mình không ai ràng buộc mình. Với lại cái gì mà làm là phải vui, mình mới có động lực mình làm. Còn cái gì mà làm người ta cứ sỉ nhục mình hay là làm cái gì đó mà mình không vừa ý là mình làm không nổi. Cho nên mình phải gắng cố gắng, mình biết là người ta không thích mình phải làm cho hơn người ta. Ví dụ là mình nghèo mình làm cho giàu, còn nếu mà những người mà nói mình thế này thế nọ, tại vì người ta làm không bằng mình, cho nên người ta sẽ nói. Còn em thì em phải làm hoài, giàu rồi làm nữa, làm hoài chừng nào mà hết sức hết lực thôi nghỉ. Phải gắng hoài phấn đấu chứ bình thường mà đâm gỏi này mà cho mỗi ngày mà 2 năm, 3 năm nay làm không nổi đâu. Thật sự. Cá nhân của anh thấy, anh biết em mấy năm rồi, chắc là em mới biết anh đây, nhưng mà anh theo dõi do em mấy năm rồi, là em là một trong những người gọi là dẫn đầu tới cái xu hướng là những người chuyển giới nhưng mà họ tự tin về bản thân mình á. Có nghĩa là trước kia Việt Nam mình á, những người chuyển giới họ thường rất là tự ti, họ không dám thể hiện đâu. Đúng rồi. Thì cái việc mà em nổi lên như vậy và em tự tin là mình sẽ thành công, nhưng mà em vấp phải rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều trong cái thời gian đó, anh mới còn nhớ. Đúng rồi. Mình ở trong những cái giới tính này á, tại vì mình phải gắng cố gắng. Với lại nhiều khi xã hội người ta chưa công nhận hết, nhưng mà bây giờ là đã dễ dàng rồi, chứ người ta công nhận nhiều rồi. Cho nên là mình nghĩ là bây giờ ai giỏi, ai làm ra tiền nhiều là sẽ thành công và sẽ tốt đẹp. Và mình sẽ dám thể hiện, tại vì mình đã cực từ lúc nhỏ rồi, 12 tuổi rồi. Với lại mẹ Thi là người mua bán từ lúc 40-50 năm về trước rồi. Với lại kinh nghiệm là Thi cũng làm luôn. Vô trong ngồi đi cưng, vô ngồi thoải mái đi. Đây nè, bàn đó, bàn đó. Em nghĩ là tại vì em muốn cho em nổi tiếng, tại vì em muốn cho những thế giới trẻ ngày sau học hỏi theo. Thứ nhất là mình là cộng đồng LGBT là phải cố gắng làm thôi, dù cái này là mình làm không được. Tại vì em nghĩ đâu, em đâu làm được đâu. Mới lúc đầu em không nghĩ em mở quán làm được luôn á. Em nghĩ em bán chơi để em bán mỹ phẩm chơi thôi, bán 5 phần 10 phần thôi. Ai về ra cái bán cả 100 ký, 500-600 phần luôn. Với lại làm thế, làm là lên hết thôi, làm mà tên xỉu luôn á. Phải gắng làm, tại vì người ta giao vô quá đông rồi. Giống mình là ca sĩ đi,
mình ca hát khi mà ta mua đĩa nhiều hoặc là ta yêu mến nhiều, mình vẫn ca, mình vẫn tiếp tục sáng tác ra bản nhạc. Còn giống như em, người ta yêu mến càng nhiều, em càng sáng tác ra, giống như là em chế biến ra món ăn em ngon ngon hơn để phát triển nhiều hơn, để cho người ta yêu mến mình nhiều, càng nhiều càng nhiều hơn. Chứ nhiều khi người ta nói em chìm, mình không có chìm, vẫn nổi. Tại vì sao? Mình thay đổi phong cách.